thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án 938 tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 triển khai kế hoạch ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới thành phố năm 2024 đến dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố châu đốc trần quốc tuấn trong thực hiện hai đề án, Ban chỉ đạo đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế như chương trình Mẹ Đỡ Đầu, các câu lạc bộ, các mô hình phối hợp với các ban ngành tuyên truyền trên 35 cuộc về các vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thành lập hai tổ phụ nữ bảo vệ môi trường thành lập 10 tổ phụ nữ cùng ngành nghề giới thiệu dây vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cho 20 chị khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh với số tiền trên 800 triệu đồng, 10 chị tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 10 hội viên tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với số tiền 640 triệu đồng để phát triển kinh tế từ nguồn vốn quỹ châu Á đã giải ngân cho 76 chị có nguồn vốn để chăn nuôi mùa bán nhỏ phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân thành phố trần quốc tuấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp hội sự hỗ trợ phối hợp của các ban ngành các cấp chính quyền và các cơ quan đơn vị liên quan đã có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai thực hiện các đề án Đồng thời, đề nghị các cấp hội, các cơ quan tổ chức tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp hỗ trợ, chia sẻ với phụ nữ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho phụ nữ. Dịp này, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 20 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đề án 938 tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, phong trào thi đua thực hiện công tác trẻ em, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới thành phố Châu Đốc năm 2023.